sợ im rù rù vậy. Rồi lấy ra cắt đi. Vậy em giới thiệu hình dáng với sỏi, sỏi đã chín. Bỏ ra cắt luôn rồi chứ. Cho mọi người xem cái màu sắc cái sỏi của mình hiểu không? Sỏi Úc này. Ăn kích thước là bự. Tích tắc là quay ngang, em đứng, còn này em quay ngang mà. Vậy thì để đứng. Rồi bây giờ mình sẽ xa chút xíu xíu nửa ký. Đứng đây, đi đứng đây, tít tóc mà. Tít tóc cần nhanh mà. Lùi lên chút, lùi lên chút, quay một phút thôi, tít tóc là một chỗ xuống. Thì ấy xong chút là tôi nhanh. Không, không được. Chứ anh làm quơ quơ vậy hết mấy chục giây. Được, được, để anh cái. Rồi, đâu mình làm nhanh. Rồi, tít tóc. Anh cần dở lên anh xuống, dở lên anh ấy thôi. Có quay ăn không? Ăn luôn đi, ăn luôn đi. Ngừng đi, bạn ăn rồi khai mặt. Xin chào mọi người, đây là trái sữa Úc nhà tôi trồng kỹ nha. Nhìn màu sắc rất là đẹp nha mọi người, nó màu đỏ nè à, và rất là tròn. Mỗi trái như vậy cũng tầm 500 đến 600 gram. Thì tôi có cắt sẵn một cái trái sổ Úc là chín. Đây. Trái sổ Úc là chín và cắt sẵn. Thì sòi này là không có sử dụng phân thuốc gì hết. Đấy, nó rất là sạch, chúng ta chỉ rửa sạch cái lớp bụi hoài, chúng ta ăn nguyên vỏ luôn cũng được, ngon. Đấy. Mọi người nhìn hình dáng bên trong ha. Đấy, rồi tôi sẽ ăn và trải nghiệm cho mọi người. Thì cái màu vàng nó rất là đều, chín rõ này, sòi này đủ độ già, đủ độ chín rồi. Đấy. Rồi. Đây, miếng sòi tôi cắt sẵn miếng này. Đấy, thử ha. Trước khi ăn thì chúng ta chấm một miếng muối đi. Muối đây là muối tôm. Chấm trái cây, chúng ta chấm như vậy thôi. Thì khi ăn thì chúng ta cứ nó không chín lắm, cũng không sống, nó hùm hùm dảo thì nó hơi dai dai, thịt thì nó mềm mềm thơm. Hai miếng chúng ta cắn cắn nhẹ và chúng ta cảm nhận bằng lưỡi ha. Quá hả, xoài nhà chồng. Rồi, xin cảm ơn mọi người.